Ngày 4 tháng 3, bà Trần Thị Thu Hà, trưởng ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Can Lộc lập biên bản nhắc nhở một phụ nữ có hành vi mê tín dị đoan, nhập thần hổ la hét tại chùa Hương Tích. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 3, một đoàn du khách đến từ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đi cùng người phụ nữ tên Phan Thị Xê đến chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện lễ cầu an. Tại đây, bà Xê mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội vành mũ tán rộng cùng một người đàn ông thực hiện việc cầu an tại điện Tam Thế. Tuy nhiên sau đó, bà Xê có biểu hiện lên đồng, nhập thần hổ rồi liên tục la hét. Chứng kiến sự việc này, những người xung quanh đã sụp lạy và có những biểu hiện trái với tín ngưỡng quy định tại chùa. Phát hiện sự việc, ban quản lý chùa Hương Tích đã phối hợp với công an huyện Can Lộc yêu cầu đoàn du khách này dừng thực hiện hành vi nói trên. Cơ quan công an sau đó tiến hành lập biên bản, nhắc nhở bà Xê, người này cũng đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm. Được biết, chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam. Mỗi năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách thập phương tới thắp hương, vãn cảnh. Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích khuyến cáo, du khách thập phương về chùa dâng hương không được mang theo rượu bia, tiền thật. Các đồ lễ có nguồn gốc từ động vật như gà, các loại thịt. Đặc biệt, hạn chế tối đa việc dâng cúng vàng mã.